Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi anh trai. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Em xin chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quỳnh Linh. Em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nhung, em năm nay 45 tuổi. Quê em ở Nam Định, em đang sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk. Chị Nhung nhìn rất là trẻ hơn so với tuổi rất nhiều luôn. Cho nên nãy giờ Ngọc Lan cứ gọi là em thôi. Xin lỗi chị. Sao sao? Chị ơi, là mình bay từ Đắk Lắk vào trong đây để mình tham gia chương trình hả chị? Em đi ô tô ạ. À, dạ. Làm công việc gì Nhung? Em giáo viên tiểu học ạ. À, rồi mời em trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan kia, dạ. Chào quý vị khán giả. Xin chào bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Nhân Ron, sinh năm 71 ở Tam Quan Bắc, Hòa Nhân, Bình Định. Nghề nghiệp là làm cơ khí. Cơ khí? Dạ, đam mê cơ khí từ nhỏ. Rồi người Đắk Lắk, người Bình Định ha. Mình nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi chị Nhung. Dạ, em thì có cái ưu điểm là rất là vui vẻ và hòa đồng. Ví dụ như về thời gian nội trợ thì cũng tương đối ổn. Dạ. Còn về kinh tế thì em cũng tự chủ. Dạ. Còn về cái nhược điểm của em thì đôi khi em rất là nhiều khi nhút nhát với lại hay tủi thân và mùi lòng. Hèn gì á, chị Nhung có một đôi mắt rất là ướt. Ướt nhẹp mà, cho nên là dễ tủi thân là đúng rồi. Hình như bên đây bị cảm hả, giọng... Dạ, giọng hơi yếu ạ. À. Hơi yếu đúng không? Dạ, em bị cảm ạ. À. Rồi, mời nhà trai chứ nhà gái của chúng tôi thì rất là đơn giản. Chỉ có một cái điều là hơi tủi thân hay mũi lòng, là hơi bít ướt chút xíu thôi. Nhà trai chắc là cứng cáp đây, làm cơ khí mà ha. Dạ. Thôi, ưu điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Dạ, giờ nói ưu điểm thì gần như rất là chăm chỉ, sáng tạo, thích chế tạo những cái máy móc mà mình làm. Hầu hết những cái máy móc mình làm thì đều có thể tự chế tạo được. Đam mê từ nhỏ mà. Đam mê từ nhỏ, rất là thích sáng tạo. Rồi hiện nay thì tình hình yêu đương của mình thế nào? Hay là có gia đình rồi? Dạ, cũng trải qua một đời vợ. Đời vợ. À, kết hôn năm 2007, cũng có được hai cháu trai. Hai cháu trai lớn là nhiêu? Lớn 14, nhỏ 11. Mình lấy vợ, ở đi vợ được mấy năm? 2007 đến 2018 là sao anh? Cũng mười mấy năm. Dạ. Sao chia tay? Cái này chuyện thì nó cũng dài, nhưng mà chắc trong này thì mình cũng có một phần lỗi. Đúng, đó, nhận ra cái lỗi của mình là quan trọng nhất. Thí dụ lỗi của mình là gì nè? Có thể là mình đã làm, lý do nào đó mình đã làm tổn thương vợ. Đó. Thì vợ lại làm tổn thương gia đình. Cho nên là đến một lúc nào đó tất cả đã nguội lạnh rồi thì thôi. Bây giờ lấy vợ về có làm tổn thương vợ nữa không? Cái này thì phải nói là cố gắng tốt nhất có thể để không làm bất cứ điều gì để tổn thương gia đình mình. Đó. Đúng rồi. Cái này là hết sức là quan trọng luôn. Đấy. Còn cũng xin chia sẻ với tất cả bà con ở đây là tại sao mình làm tổn thương vợ là cũng có lý do. Tức là đi lấy vợ là 37 tuổi rồi. Thì đại khái là cũng lấy cho có như người ta. Cho nên riêng cái chuyện này không cũng đã làm cho vợ tổn thương rồi. Chứ còn chưa nói là gây hay là cái gì hết. Lấy cho có chứ không có yêu đương gì đúng không? Đúng rồi, đó, đó. Rồi. Chính cái chỗ đó đã làm cho vợ tổn thương. Rồi hay. Là còn một cái nữa vợ suy nghĩ rất là không có tích cực. Là ví dụ như là hầu đó mình làm thì nhà cửa xấu gì đó mình cũng đã tự có rồi. Trước khi có vợ đã có rồi. Cho nên vợ sống trong đó, vợ chỉ cảm thấy là được ở trong đó chứ không cảm thấy được sống trong đó. Nhưng mà Linh thấy anh nhận ra điều đó rất là tốt ha. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình cố gắng hết sức, mình không thể làm tổn thương cho vợ và gia đình nữa là được. Dạ. À, bây giờ con đang ở với ai? Con thì lúc ra tòa thì lớn ở với mình, nhỏ ở với Mỹ. Nhưng mà Mỹ thì làm ăn xa, nhỏ ở với ngoại thì nó cũng mến bố nó về nữa đó. Tóm lại là nuôi luôn, ở ba cho con ở luôn. Ba cho con luôn. Hai kia là học hành sao rồi? Đứa học lớp 7, đứa học lớp 5. Cháu rất là ngoan, rất là khỏe mạnh, rất là... Kinh tế đủ lo cho hai đứa nhỏ, lo cho thêm một người nữa, rồi thậm chí có đứa con nữa, nổi không? Tốt anh, tốt. Tốt luôn, rồi. Giờ nếu hay thật quá. Sự, nếu như mà ai mà chịu đĩa thì cũng có thể một hai đứa đó nuôi được. Nếu ai chịu đĩa. Đó, nhà trai tôi rõ ràng vậy. Nhà trai tôi rõ ràng vậy đó, nhà gái thấy sao? Quá rõ ràng và rõ quá ràng bản đó. Lĩnh. Nhà gái hiện bà mối hiện tại đang rất là có cảm tình. Dạ, bây giờ mình hỏi về đường tình duyên của nhà gái nè. Đường tình duyên của mình sao? Em thì chị? Cũng có một chồng và bạn em ly hôn nhau. Em có hai con, thì con em, con lớn em cũng đã lập gia đình. Còn con thứ hai của em cũng học đại học năm cuối. Kinh tế bọn em thì cũng ổn định. Dạ. Dạ. Dạ, mình ly hôn lâu chưa chị? Thực ra ly hôn em ly hôn năm 2018 nhưng mà vẫn ở với nhau cho đến năm 2017 bọn em mới tách ra ở riêng. Dạ. Dạ, em đang ở với ai? Em đang ở một mình. Một mình? Dạ. Nhà riêng hay là? Nhà riêng luôn. Nhà riêng luôn. Dạ. À. Bây giờ là mình mới bắt đầu là đi tìm một cái cuộc sống mới của mình nè. Anh nghĩ đúng là tìm cuộc sống mới được rồi đó.
mình bắt đầu hưởng những cái tháng ngày hạnh phúc đi. Em muốn tìm một người nào mà em cảm giác là người đó sẽ đem hạnh phúc cho em? Tất cả những cái em quan trọng nhất là cái sự chia sẻ và tình thương đấy. Quan trọng nhất cái đấy. Chứ một cuộc hôn nhân trước thì em cũng có đầy đủ yếu tố khác, nhưng mà có một thiếu gì chút đó gì chia sẻ hoặc là tình thương đấy, cho nên dẫn đến có rạn nứt như vậy. Cho nên em cần chỗ đấy. Cần sự chia sẻ. Dạ. Nãy giờ anh đây anh nói hết ruột gan anh rồi đó. Dạ. Em thấy em cũng cảm nhận bên anh đấy, anh cũng đã rút kinh nghiệm về cuộc hôn nhân trước. Và có lẽ em cũng vậy. Rồi, ok. Tự nhiên sau nghe chia sẻ của hai người này, cái da gà mình nó nổi lên. Mình có cái cảm giác hai người này là của nhau thì phải. Chào anh. Dạ. Anh ơi, em là đại diện của nhà gái, em xin phép qua hỏi thăm mình chút xíu. Bây giờ mình mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè? Nói chung là cũng tầm mít 6 trở lại thôi. Có luôn nha. Rồi cũng da thì cũng đừng có đen quá. Được. À, bên đó là dễ gì có đầy đủ tay chân, những thứ quan trọng là được rồi. Giáo viên mà, thành ra là cũng an tâm. Dạ. Dạ. Anh có một cái điều gì mà anh không thích ở phụ nữ không? Những người phụ nữ mà không có phân biệt thị phi á, thì thật tình không? Không thích thị phi đúng không? Rất là ra ý nghĩ người ta thị phi nói này nói cho mình không có phân tích, không có biết cái nào là có lợi có hại cho mình. Thì thật tình mình không thích cái đó. Đúng. Dạ. Thì hiện nay trên mạng xã hội cũng có những tin ảo, tin giật gân này kia, mình xem thì mình cũng phải biết phân tích cái nào đúng cái nào sai. Chứ mình cũng theo những cái đó thì đúng ra cũng mệt mỏi lắm á. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi. Ừ. Anh đi với ai vậy? Một mình. Một mình. Có cái gì vô có rồi, mình có anh Quyền Linh rồi anh ha. Rồi giờ mình qua mình hỏi nhà gái nè, nhà gái đi với ai? Em đi với cháu của em và đồng nghiệp, cháu em tên là Phương á. Dạ. Rồi chào nhà gái. Em là bạn thân của Dung, cũng là vừa là đồng nghiệp. Dạ. Còn đây là cháu, ba người cháu. Thì trước tiên em xin chào anh Kinh Linh, chào MC Ngọc Lan, chào quý vị khán giả có trong trường quay. Dạ. Với Nhung thì có rất nhiều những ưu điểm. Nhung rất mạnh mẽ, tự lập tất cả mọi điều trong cuộc sống. Nhưng mà mỗi người thì có một hoàn cảnh riêng. Với cuộc hôn nhân đổ vỡ thì cũng khá lâu rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì vì Nhung là một con người sống cho gia đình, cho nên là mãi đến bây giờ mới đi tìm một nửa hạnh phúc còn lại của mình. Thì với bạn anh ở đây thì cảm thấy anh cũng đã chia sẻ và mạnh dạn nhận những cái ưu và khuyết điểm ở bản thân mình. Thì với bản thân em thì em cũng thấy anh khá thẳng thắn, với một kia tính cách khá thẳng thắn. Đến đây thì không duyên thì chắc cũng có nợ. Thì hai người có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Thôi hai người cũng có thể đủ giải quyết được rồi. Mình mở rào cho hai người gặp mặt đi. Nếu mà đúng thì mình bấm nút ha. Yeah. Mở rào. Bắt đầu đi. Bước qua luôn. Bước qua cái hàng rào tình yêu đó. Sáng sớm anh vô đây chỉ mua được bó hoa nhỏ. Dạ, còn cái này là cái là người quê. Đi đâu cũng hay nghe bà con hay nói đến bánh ít lá gai và nước trắng nước dừa. Đây đi vô đây xin trước ha, mời anh Linh Tử bóc giùm. Bóc giùm là khen giùm bà con cái luôn ha. Này quê ở bánh ít Hoài Nhơn á hả? Dạ rồi, bánh ít lá gai. À. Bình Định bánh ít. Mời Ngọc Lan cái đi Ngọc Lan. Dạ, khen giùm bà con luôn ha. Dạ, cảm ơn. Cái này là trả hết cho anh gái ha. Dạ, vâng. Mời cái mà. Dạ thôi cứ để lấy này tí em ăn sau ạ. Đây là anh mua sẵn chứ không có được dành trước. Cho nên nếu mà khi em thưởng thức nó không có được ngon lắm thì cũng cố gắng khen cho bà con nữa mà. Dạ, mà. Em nhìn là ngon rồi ạ. Dạ, không biết. Dạ, em có món quà tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn. Thơm lắm. Béo. Nhân dừa ha. Có đậu phộng, có gừng nữa. Bánh ít Bình Định ngon. Vì Bình Định tôi cũng thấy ngon hết trơn á. Người Bình Định cũng anh dễ thương nữa. Anh sống với ai? Anh thì anh sống hai đứa con. Hai đứa, ba cha con nữa thôi. Ba cha con ở với nhau. Đang ở Bình Định. Bình Định. Thế là anh mở sở tại nhà luôn? Anh làm tại nhà luôn. Tự anh mở đây tự làm luôn. Ừ. Con anh cũng một cháu học lớp cấp 1, một cháu học cấp 2 nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà anh và em mà tiến tới với nhau thì cái nghề nghiệp của em thì nó ổn định ở một chỗ. Theo với anh thì anh sắp xếp thế nào? Nói chung bây giờ phần của anh cũng nói thiệt thế này. Con anh ấy còn nhỏ, nó phải cần cái sự mà chăm sóc cơm nước này nọ thì hào. Cái chỗ đó là cái chỗ anh cũng đang làm ra tiền. Dạ. Nói chung cái nghề của anh á thì có thể vào đây chỗ khác cũng được, nhưng mà đi lên trên là cái miền cao nguyên thực sự là hơi khó. Tuy nhiên nếu như anh chị em mà cảm thấy thích nhau, đúng không, có thể cùng nhau nuôi dưỡng cái mối quan hệ này rồi tạo một điều kiện thời gian ở đó chúng ta có thể gần nhau được.
Tại vì anh làm thì luôn luôn có kế hoạch. Mặc dù cái cuộc sống của anh nó vậy, nhưng sau này con anh nó lớn thì anh cũng có thể, anh cũng có kế hoạch rồi, có thể tự tìm cho mình một cái chỗ quê số 66 đó, anh cho nó rộng rãi cái nhà cửa anh ra. Hoặc là nếu như thay vì anh tìm ở quê thì anh có thể tìm ở đâu trên chỗ em đó, anh có cũng có thể được. Thực ra là hai người này bổ trợ cho nhau rất là tốt. Đúng rồi. Một người rất là năng động trong cái công việc phát triển kinh tế, một người có thế mạnh về dạy dỗ con cái, bảo bọc cũng như là chăm sóc gia đình, là người phụ nữ này đây. Anh thấy hai người rất là tốt. Nổi da gà rồi, cảm giác luôn. Mình phân tích như vậy để hai người cảm nhận với nhau ha. Đây, anh Ron đứng lên. À, bây giờ nè, cô giáo với lại chàng kỹ sư cơ khí. Mình nắm tay nhau, mình giao lưu với nhau. Anh cầm tay em, anh cảm thấy rất là ấm áp. Không biết là em có đặt hôm nay nhiều vào trong này hay không thì cần anh không biết. Anh chỉ thấy cảm xúc của mình rất thích. Rồi, em cảm ơn anh. Anh sẽ làm theo cảm xúc của mình. Hát bài tặng luôn, vẫn nắm tay chưa? Chưa đâu, đừng buông ra vội. Có thể nắm tay hát tặng cô giáo một bài nào đó anh Trang. Không biết hát nào mà xin hát bài khúc bài Hạ Tấn đấy ha. Yeah. Cứ nắm tay nha, đừng buông tay nhau ra. Gọi nắng cho cơn mưa chiều, nhiều hoa trắng bay, cho tay em dài gầy thêm nắng mai. Bước chân em về, nào anh có hay gọi tên cho nắng chết trên sông dài. Lời xin có nhau dài cho mãi sau, nắng không gọi sâu. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Quá cảm xúc. Ra thế này nha, cô giáo, tôi sẽ nói với cô giáo điều này nè. Cảm nhận của Linh là Mai là mối rất là lâu. Dạ. À, anh này là một con người rất là thật tình. Đúng rồi. À, thật tình lắm, thật nhất có thể luôn. Dạ. À, anh cũng có một cái cảm giác thích cô giáo rồi đó. Còn cái chuyện cô giáo cảm xúc thế nào thì chút xíu mình sẽ lời bằng nút bấm. Mà của Linh hy vọng rằng là cô giáo cho bên nhà trai tôi cơ hội. Nhà trai tôi dễ thương lắm. Linh nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể bảo bọc chở che, đem đến một cái hạnh phúc và một cái chỗ dựa cho cô giáo sau này đó. Dạ, dạ. Cô giáo biết sao, cảm nhận của Ngọc Lan á, anh Ron là một người nhiều cảm xúc, rất là tình cảm, là một người có trách nhiệm với gia đình. Và anh làm việc gì anh cũng luôn có cái kế hoạch, chứ không phải là đụng đâu làm đó. Thì một người mà làm việc có kế hoạch là một người trụ cột ở trong gia đình đó. Mà ảnh lại tình cảm của ảnh dành cho cô giáo là mình nhìn thấy quá rõ rồi. Nên đúng, là không có bàn cãi về việc không đó. Không bàn cãi gì hết. À, bây giờ thì quan trọng là hai người sẽ quyết định bằng nút bấm. Dạ. Nếu chúng ta thích, chúng ta bấm cho nhau cơ hội. Không thích, chúng ta không cần làm mất thời gian của nhau. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Linh thích điều đó. Rất thích điều đó. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ, cảm ơn. Đây, bây giờ mình nắm tay nhau vậy nè, anh Ron. Dạ, thôi được rồi. Không, nắm tay nhau. Đây, hỏi chưa, không biết nó đang tay nhau. Thấy chưa, thấy thật tình ghê. Linh thấy rằng anh, trong ánh mắt của anh, trong cái thái độ tình cảm anh rất là thăng hoa, đúng không Ron? Đúng vậy. Nó chỉ để với bạn vừa gái chứ, Linh với thật là thế này. Anh là những cái tài giỏi thì không có, thật chắc thôi. Anh luôn luôn làm cho mình gia đình của mình tốt hơn. Anh luôn luôn làm cho vợ con mình được an toàn hơn. Dạ. Không, chắc chắn vậy. Linh cảm nhận được điều đó. Từ lúc gặp ảnh tới giờ đó, không phải anh tặng ăn cái miếng ít của ảnh là nói nhiều vào đâu. Ha? Ăn miếng ít thì nó miếng ít chứ. Bánh ít nó rất ít, nhưng mà tình cảm nó hơi nhiều. Yeah. Rồi, chúc chúng ta sẽ sớm tìm hiểu nhau, sớm về chung một nhà nha. Linh rất mong muốn như vậy đó. Em cảm ơn anh ạ. Ừ. Anh nghe rõ không? Dạ em nghe rõ chị ơi. Rồi, em chia sẻ bản thân nha. Em sẽ nói về họ tên, quê quán. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là đầy đủ là Huỳnh Bá Học. Em sinh năm 1991, là năm nay em 31 tuổi. Em quê ở Bình Định, quê gốc ở Bình Định, nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, nói chung là em là con người rất là bận rộn, cho nên là em không có thời gian để
để tìm kiếm bạn gái đó. Cho nên là gia đình và họ hàng người ta rất là lo lắng, cho nên là nhờ chương trình người ta hỗ trợ để tìm được người ưng ý ạ. À. Cảm ơn chương trình. Rồi, công việc là gì? Hiện tại em đang là khách hàng của một nhãn về Solanum á. Em công việc chính của em đó là đi giám sát các nhà máy. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh mình là có hai nhà máy, Bình Dương là có một và Đồng Nai, Biên Hòa là Bến Cửu là có một cái nhà máy nữa. Là công việc của em là đi tới và kiểm tra cái chất lượng á, giám sát cái chất lượng của cái đơn hàng á trước khi xuất đi á. Công việc chính của em là gì? Dạ. Rồi. Điểm mạnh và điểm yếu của em nhìn chị nha. Điểm mạnh và điểm yếu á chị? Em chưa nghe rõ, alo. Mà nói về điểm mạnh, điểm yếu nha em. Dạ dạ, điểm mạnh của em là một người làm việc rất là chăm chỉ. Nói chung về trên công việc thì em còn người là người có thể là khá là hoàn hảo để phù hợp với các công việc em làm. À, nói chung là em rất là cần cù, rất là chịu khó, rất là thành thật, hiền lành và người nói chung là người cũng có nhiều cái ưu điểm. Nói chung là em không có khuyết điểm thì nói chung là em khá là nhút nhát, em nói chung là em hay run á, em hay nói chuyện. Nếu nói chuyện với con gái thì em nói chuyện không được, nói chung ngoài công việc ra thì em nói chuyện không có được giỏi cho lắm. Với lại là em rất là lười đi tức là lười đi tán gái này nọ, rất là nói chung là đó là khuyết điểm của em. Trời ơi, cô gái mà lười đi rồi sao có bạn gái em? Thực ra cũng có nhưng mà kiểu như là cũng cố gắng nhưng mà sao em cảm giác như là mọi người hay nói hay chê em là nhát gái đó. Nói chung là em nói chuyện trên công việc thì nói chuyện rất là hay luôn. Còn nói đi nói chuyện bạn gái, nói chuyện là kiểu như đi lúc trước cũng có bạn gái nhưng mà kiểu như là tới nhà chơi rồi nói chuyện với ba mẹ người ta, còn nói chuyện với người ta đi chơi lúc nào đi ăn uống giống như là hai đứa tác đi để mà thương thảo công việc làm ăn gì đó, nên nói chung là nó không được tự nhiên cho lắm. Rồi được bao nhiêu mối tình rồi em hả? Em chắc một á. Nói chung là quen sơ sơ chơi thì chắc là nhiều, nhưng mà kiểu như là một kiểu như là xác định tiến tới hôn nhân thì chắc là có một. Rồi nói một chút về cái mối tình đó giùm chị đi. Quen bao lâu rồi, tại sao chia tay? Thì hồi đó là năm 2015, là hồi đó là em còn làm ở thành phố Hồ Chí Minh á, em làm ở quận 10 thì do công việc cho đòi hỏi về tiếng Trung á, cho nên là em có đi học, trước đó em học tiếng Trung rồi nhưng mà sau này cũng đi học để nâng cao cái kỹ năng á, học để lấy bằng HSK cấp 4 tiếng Trung á. Thì em xuống với trung tâm Hoa Văn thành phố á, em học. Thì hồi đó em gặp cái bạn đó, bạn đó tên là bạn tên Yến, bạn sinh năm 96. Nói chung là hồi đó gặp nói chuyện nói chung là cũng rất là hợp. Rồi sau một thời gian thì sau này là ở quê người ta hối, tức là lúc đó em cũng thích lắm nhưng mà kiểu như là cũng nhát lắm, cũng không dám tỏ tình. Đến một lúc mà người ta hối quá thì em bắt đầu là em bắt đầu chăm chỉ một xíu, là em hay xuống nhà bạn đó chơi. Em xuống nhà bạn ở quận 7 thì bạn làm bánh, mà bạn làm bánh bạn bán đó, thì em hay kiếm cớ là xuống ra mua bánh rồi mua nước gì đó. Chơi thì nói chung là cũng là lần làm quen nhưng mà cũng nhát lắm, nói chung là cũng bình thường lắm, nhưng mà chủ yếu là xuống nhà chơi rồi nói chuyện với phụ huynh người ta là chủ yếu. Nói chung là nói bạn cũng hợp, bạn cũng chết là cũng thích em á, nhưng mà kiểu như là em nhát quá thì bạn ngại. Cũng có đi chơi này nọ nhưng mà đúng lắm. Trời ơi nhát có phát gái không vậy ông ơi? Thiệt, nó thiệt. Nói chung là em đang nói chuyện mà em chạy mồ hôi anh thấy không? Trời đất ơi, đó, em thích trai hay gái nè? Hả? Em thích không, trai hay gái? Không, bình thường mà, gái chứ. Bình thường, cũng giới tính bình thường chứ không phải là nếu mà BD thì vẫn có bạn trai rồi chứ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cũng chả có bạn trai mà cũng chả có bạn gái, chả hiểu tại sao. Không biết mình thuộc giới tính nào nữa. Nhưng mà nghĩ là em chắc chắn là thích gái chứ. Ok, bây giờ em muốn mẫu bạn gái như thế nào nè?
Thì ngoại hình em dùm phân ra là hai loại ha, ngoại hình thì em, bởi vì ông bà mình có câu đó là đàn ông mà yêu bằng mắt đúng không? Đúng rồi. Phụ nữ yêu bằng tay đúng không? Thì nói chung là ấn tượng đầu tiên thì về ngoại hình đúng không? Thì em thích cái mẫu người con gái là kiểu nắm lùn, cao khoảng 1m50 đến 1m58. Em thích nó tròn, bạn thích nếu bạn gái tròn tròn một xíu, đừng là trên 50kg một xíu. Nhìn nó tròn. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m60. Nói chung là em có người nhỏ con lắm. Đây cũng là điểm yếu của em á. Người ta hay đi cô gái, người ta hay chê là cái nhỏ con hoài. Thì cũng ngại nhưng mà thôi, nếu mình ngại như mình có nhà xuất thì chả có nữa. Ok, rồi gì nữa? Nói chung là tính tình vui, quê quán, quê quán của cô gái thì sao? Em bây giờ đang ở đâu? Em đang hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh á. Công việc của em là nó cũng hơi lưu động xíu, tức là cũng quanh quẩn ở miền Nam và đôi lúc cũng đi công tác miền Bắc nữa. Vừa rồi em đi công tác miền Bắc 7 tháng rồi. Em quay lại đây. Rồi gái bây giờ sao, muốn ở khu vực nào? Thì em nói chung là em không phân biệt vùng miền đâu. Em không phân biệt miền nào cũng được hết trơn á, miễn là tính cách vui vẻ, hòa đồng và chịu khó, cần cù làm ăn là được rồi, nói chung là đàng hoàng được rồi. Chứ này em thích cái mẫu con gái phụ nữ truyền thống hơn là hiện đại, nói chung là em cái gì đó cũng nhẹ nhàng xíu. Chứ còn cái dự định của em trong tương lai là em sẽ ở đâu, nhà cửa ở đâu, chứ bây giờ quen bạn gái rồi hứa hẹn tương lai với người ta làm sao, ông đi tùm lum rồi sao? Thì em đang cố định ở đây nè, đang tập trung cố định ở đây, bởi vì tính chất công việc của em là khách hàng cho nên là em phải đi nhiều để đi kiểm soát nhà máy đó. Chứ bây giờ ở một chỗ thì cũng được, cũng có công việc nhưng mà dạng như là nó cũng không phù hợp với mình lắm. Thực ra em thích ở công việc văn phòng chứ em nói chung là em tương lai thì em có kế hoạch là định cư ở đây. Chứ không ở quê. Ở quê thì anh nói thiệt là nhiều khi mẹ em ba cũng hơi khó tính xíu cho nên là cũng khó ở ba được. Cho nên là em định cư đây. Anh nói thiệt. Nói chung là em cũng thương mẹ em lắm nhưng mà kiểu như là bà hơi khó tính và như là cái thực dụng cao quá. Đúng rồi. Thì em cũng muốn là ở đây thì nó phù hợp hơn. Với em phù hợp với miền Nam hơn. Nói chung là em làm việc cả Bắc Trung Nam nhưng mà em thấy em phù hợp với miền Nam nhiều hơn. Nhưng mà mẹ em thì có tiêu chí về con nhau không? Nói chung là không, bây giờ cũng ế lắm rồi, bà cứ kêu là thôi đứa nào nó ừ thì được. Nhưng quên, bà kêu là không nên lấy mấy bạn theo Thiên Chúa giáo á, thì bởi vì em con trai một cho nên là bà cũng ngại. Thế ra em không có ý định là phân biệt tôn giáo gì đâu. Nhưng mà đây là cái nguyện vọng của họ hàng với lại bên mẹ em. Thì đó nên chị mới hỏi nè, rồi bà còn yêu cầu gì nữa không? Bà còn yêu cầu nữa hả? Còn nhưng mà nói ra hơi ngại xíu. Nói đi để chị biết rồi chị tìm cho em chứ trời. Bà yêu cầu là theo cái phụ nữ bà là cái như là theo cái tiêu chuẩn truyền thống ngày xưa đó, nó ra để hơi lạc hậu một xíu, nhưng mà bà yêu cầu là con dâu bà còn trinh gì đó. Em đã nói thiệt luôn, em nói sao em nghĩ sao nó vậy thì em chọn như thế nào, em chả chơi trò gì chơi trò đi, lúc đi cô gái em cứ người ta hỏi như thế nào trả lời thế đó, em chả biết chơi trò gì chơi trò nên mới hoài vậy đó. Không thì ok mà. Rồi đi chi nó liền. Rồi thôi chắc là được rồi em ơi, chắc làm việc đi, có gì thì mình trao đổi, nếu được chọn thì bên chương trình gọi sau nha. Dạ. Sao chị ạ?